Tính tiền em ơi, tính tiền em ơi. Dạ, tính tiền. Kêu hầm hố quá à, ai trả tiền? Hầm hố quá, để tôi qua tôi coi. Chóng mặt, sao tự nhiên bị chích đầu quá. Đưa tôi coi. Rối loạn tiền đình rồi. Rối loạn tiền đình. Có bao nhiêu đâu, có 13 triệu rẻ ngàn. Có bao nhiêu đâu, có 13 triệu rẻ ngàn. 13 triệu 500 ngàn mà vừa ăn vừa đem về nữa. À, chào tất cả quý vị khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang có mặt ở trong 177 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nhà hàng Lắc 68. Đây là một nhà hàng rất lớn ở xì phố chúng ta. Sở dĩ hôm nay Tiết Cương có mặt ở đây bởi vì hôm nay chính là buổi tiệc tân niên. Tiết Cương mời những người bạn nghệ sĩ tới để giao lưu và hàn huyên đầu năm, và để đãi nữ nghệ sĩ Cát Tường cứ nói Tiết Cương chùm sò quá, không giờ mời ăn uống nhậu. Hôm nay hoành tráng đãi một nhà hàng to vất vả ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bà con đồng hành cùng Tiết Cương để vào tham quan căn phòng ý lộn. Tham quan nhà hàng Lắc 68 này có gì hay nhé. Xin mời. Ôi, xin chào ông. Chào em. Giới thiệu quý vị khán giả, đây là Mr. Cường, quản lý của nhà hàng Lắc 68. Anh Cường ơi, bây giờ hôm nay anh sẽ cho em một căn phòng nào anh hay giới thiệu không? Phòng 668. Phòng 668 rất là đẹp. À, 668 có nghĩa là lục lục phát. Ok, hy vọng là. Ôi, cái này có cá gì vậy? Cá trình. Cá trình đã quá ha. Còn bên này cá gì vậy? Bú sao đỏ. Bú sao đỏ. Bú sao đỏ. Trời ơi là trời. Đó, phòng Lắc. Phòng này có. Anh ơi anh, cái phòng này có được bao nhiêu mà khách anh? Khoảng 100 khách trở lên. 100 khách trở lên. Toàn bộ trong đây mình sẽ chứa được bao nhiêu khách? Ở đây có 20 mấy phòng. 20 mấy phòng lận hả? Nhưng mà phòng tiệc mình có trên 100 khách. À vậy hả? Quá trời luôn. Rồi qua đây chúng ta sẽ kêu em hải sản. Có gì vậy? Kẹp á. Con kẹp á. Đây là con cua Na Uy. Cầm đây nè. Con cua này ở Na Uy hả? Con cua này mắc tiền không bột? Cua này 1 triệu mấy? 1 triệu 2 1 ký. Quá dữ. Lát làm anh. Thôi cầm nó kẹp tôi sao, cầm đây hả? Kẹp đâu. Cầm đâu? Bóp nhem nè. Bóp sao? Nè hai tay nè. Cầm về nó kẹp không? Để xuống. Rồi. Ui. Đó vậy sao kẹp? Yeah. Con này chắc cỡ chịu cho tao ăn mày nha. Kẹp mở tôi luôn. Tôi theo quy giờ bỏ vô đây lại hả? Đây phải không? Dạ rồi. Ủa còn đây là con gì cũng vậy luôn hả, này ghẹ hả? Dạ con đó. Đó, đây là con sam trứng. Sam là mình chỉ ăn trứng thôi hả? Sam trứng. Sam là sở dĩ á. Ủa sam thường nó dính với nhau sao nè, rời ta. Rồi như vậy là đây khuôn viên rất là đẹp. Anh nói ở đây có 20 mấy phòng hả? Còn phòng lớn nhất là Master á, là trên 100 khách hả? Quá dữ ha. Bà con có làm tiền thì cứ đến đây. Ở đây có bếp Nhật này qua. Có bếp Nhật nữa hả? Rồi đi vô coi bếp Nhật. Đây là bếp Nhật không ơi. Hình ảnh là có cái đào mùa xuân sang, có qua anh đào là có bếp Nhật. Đó. Quá đã luôn. Anh khuôn viên mình đậu xe máy thoải mái, còn xe hơi đậu đâu anh? Có cách đậu hết hả? Rồi. Bếp Nhật là có sushi không anh? Có sushi rồi. Chiên gì sushi phải không? Quá đã luôn. Sushi là mình ăn với uống rượu sake hả anh? Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào trong xem căn phòng mà Tiết Cương đã tiện nhé. 668, let's go. Đó, đây là phòng 668. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong coi trong phòng là có gì nhé. À, trong phòng có một cô gái rất đẹp. Cổ đang giấu mặt không dám xuất hiện. Để chúng ta sẽ nhìn xem. Ô, cái này được bao nhiêu người hả em? Được 20 người đó. Bây giờ chúng ta bên này là có một căn phòng để ngồi uống trà, để cho khách có tới sớm hay là khách có nhậu mệt thì nằm đây nghỉ ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đô ly thử cái bàn này cả nha. Quá đẹp luôn, 20 người. Ô, một bức tranh chiếc buồm ra khơi. Ra. A few moments later. Xin mời đạo diễn Quốc Thận ẩm thực những món của Tiết Cương đặc. Tôi chỉ nhớ mấy lần chị đãi là tôm hùm mà sao tôm càng. Bây giờ xong qua Tiết Cương qua tới con rau muối con tép rồi là sao nữa. Đây là đãi Tiết Cương đúng không? Nghệ sĩ Tiết Cương. Tiết Cương đãi mai trả tiền. Không biết. Tiết Cương nói Tiết Cương đặt cái bàn tiệc là 9 triệu. Đó.
Cái gì Bin, em nghĩ cho anh sao vậy? 9 triệu mấy. Bây giờ chúng ta cùng thề đi. Thề thốt. Nếu như mà Tiết Cương mà không trả tiền á. Anh thề đi, anh ba anh trả tiền. Nếu mà anh không trả thì cái đèn này rớt xuống. Tao mày. Em ngồi xuống. Em ăn tôm hùm. Tép. Ủa anh Cường, em ăn tôm hùm sao tôi lên tép kỳ vậy á? Chắc là lớn lên nó cũng thành tôm hùm. Đúng rồi. Đây mình đây là một cái dạng tôm hùm. Đúng rồi. Bin hiểu không? Cái này tôm hùm baby. Trời ơi, trời. Từ từ nó sẽ to lên. Tôi nói thiệt chứ tất cả các FC của Tiết Cương, thật sự tôi nhận lời mời của Tiết Cương mà tôi đi dự ăn tiệc mừng nước bạc. Mà lo lắng mà không? Trong lòng tôi không yên. Tôi sao vậy? Lý do sao em không yên? Tôi xin thưa với quý vị là tôi vừa mới ăn một cái tiệc lẩu cho nên tôi no rồi. Không dám ăn cả việc. Tôi biết là cái thảm cảnh mà người ăn mặn tiệc của Tiết Cương thì chắc chắn không có đồ ngon như vậy. Trời ơi! Tôm hùm mà. Tôm hùm cái gì không phải khô bò. Khô bò. Nhỏ này gì đây? Hạt dẻ. Đó. Bảy mát ta đặt xếp đồ ăn đàng hoàng luôn từ từ. Mắc cá. Vậy con cho lên cái súp lên dạ. Rồi, ok, lên món nữa đi. Tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay Tiết Cương sẽ mời mọi người ăn thỏa thích. Và Tiết Cương sẽ móc tiền ra để trả. Đúng vậy chị Tân không? Yên tâm. Tân không? Các tường phát biểu cái đi. Tân không? Các phượng ôi các tường. Duyên quá à. Tiết Cương tin không Tiết Cương? Tin em mời mẹ. Chứ cái chuyện anh tặng em 100 đô lì xì Tết là coi như chấn động luôn, báo thanh niên lên luôn đó. Có hả? Có hả? Chấn động luôn á, mà không biết cái này có không à. Mọi người, chưa có nói được chuyện gì nha mọi người. Hãy coi đến cuối cùng mới biết là ai trả tiền. Dạ. Yeah. Ok. Đi ăn đi. Đây là món súp gà bạn Quốc Thuận, cảm giác như thế nào? Tôi thấy cái vị rất là ngon. Miếng lì xì ăn chịu. Thường á, chúng ta ăn súp bằng nuôi cá mà thật sự là nó sẽ không ngon bằng ăn với súp gà. Súp gà, súp gà tép thì ở đây có tép nè. Có tép là một rồi có tép bên này, bà lấy ba lượm bên ba bột súp gà với rồi có hột, rồi có hột sen độn nữa, ngon, rất là ngon, nhiều ăn rất là bổ. Đó thấy không? Em thấy anh chọn món là đảo. Rồi bây giờ sẽ đợi món tiếp theo hết Quốc Thuận ha. Rồi lên món mới, cá hồi áp chảo. Thưa quý vị, cá hồi là con cá sẽ vượt sóng lên để đẻ con và chỉ sống ở vùng nước lạnh. Đây là một món cực kỳ mắc tiền của thế giới loài người. Hôm nay thịnh soạn lắm mới được ăn con cá này. Đạo diễn Quốc Thuận có ý cái gì? Cái gì mà nãy giờ? Cá hồi gì bé? Trời ơi. Áp chảo ăn đi đạo diễn Quốc Thuận. Em dường như là em không cầm được nước mắt. Trời ơi, thiệt á, nghệ sĩ Quốc Thuận. Xúc động quá. Đi ăn cái tiệc của Tiết Cương mà không cầm được nước mắt luôn. Không có, Tiết Cương sao vậy? Cá hồi áp chảo. Tiết Cương lại dám bỏ tiền để cá hồi. Bé, em lấy nước sốt không? Rồi xong em gắp cho chú Quốc Thuận đi bé. Chú Quốc Thuận, hôm nay rất là cảm kích nghệ sĩ Tiết Cương đã đãi món cá hồi áp chảo. Lúc tôi quen Cương tới giờ chưa bao giờ tôi được ăn một món súp mà do chính Tiết Cương mời. Ăn không nổi luôn. Giờ tôi ăn cá hồi. Ngồi nữa chắc như ăn canh chua quá. Canh chua cá lóc hả? Rồi mời đạo diễn Quốc Thuận dùng món cá hồi áp chảo. Cá kìa. Nguyễn Trinh. Mê Trinh. Đây có nữ ca sĩ Nguyễn Trinh rồi, đã góp mặt trong rất nhiều clip của Tiết Cương. Dạ. Xin mời Nguyễn Trinh ngồi kế đạo diễn Quốc Thuận. Một đạo diễn lừng danh mẹ mẹ con. Hiện tại đã lên tới triệu view rồi bà con ơi. Lên món mới, món gì nè, món gì bé? Sườn Mỹ ốp thảo dược. Ủa, đi đâu đi? Lên món sườn Mỹ ốp thảo dược, em sườn đi đâu? À, sườn Mỹ. Khóc luôn. Rớt nước mắt. Sườn Mỹ ướp thảo dược. Em làm bệnh liếm luôn. Các tuần ơi, hôm nay em cảm thấy xúc động hơn gì anh không? Nhưng mà xúc động thôi chứ không có hung anh. Tại vì cái này tiền của anh. Em ơi. Thì làm cho em gì em mới hung anh. Không, tao có yêu cầu không? Ta chỉ cần em xúc động như món sườn Mỹ ướp thảo dược. Ăn thử còn là lại sơn hào hay gì không vậy?
sườn Mỹ như sao nha. Ăn thử coi Minh Dũng. Cương ơi, em hôm nay là em không có mang tiền theo nha. Chứ sao? Cái này là mình ăn cái này á, bụng không có khó đâu nha. Sao tượng, em ăn cảm giác sao tượng? Ngon. Ngon thấy không? Có bô Phật rồi, có chân muối. Sườn Mỹ hả anh? Sườn Mỹ ướp thảo dược. Sườn Mỹ ướp thảo dược. Là có nghĩa mình ăn xong mình sẽ có những cái phương thuốc, vị thuốc. Mình rất là khỏe, cảm giác sao Dũng? Thịt bò mềm. Đúng, bò Mỹ mà. Ngon, thơm. Đó, cho nên bà con có đặt tiệc cứ đến Lắc 68177 Nguyễn Đình Chiểu, phường không biết quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Ngon không Tường? Thấy không? Đúng là thường bò Mỹ. Tiết Cương đãi là toàn món ngon vật lạ không. Bây giờ thì Tiết Cương sẽ biểu diễn tặng cho các Tường và đạo diễn Quốc Thận một món bò bàn củi. Đó. Bây giờ mình cầm cái bàn củi này là thế kỷ trước. Ngày xưa là cái này chỉ ủi để phù hiệu, ủi của áo dài của những bô lão. Bây giờ mình sẽ ủi bò, ủi dần. Chỉ anh ủi sao bé. Trời ơi. Sao? Ủi vậy hả? Làm không? Biết làm có. Vậy là nó chín đó hả? Đây là bàn ủi con gà có từ thế kỷ danh ông. Thế kỷ 21, từ thời Pháp thuộc đô hộ chúng ta. Rồi sao nữa em? Bệnh lên luôn. Đó. Chính tôi mới ăn nha, không chính tôi không ăn đâu. Bây giờ các Tường hãy để một cái phù hiệu hoặc là để một cái áo dài, tôi sẽ ủi cho bạn. Rồi chín chưa bé? Chưa lâu. Lâu lắm, phải dặn qua muối rồi ủi mấy lần nó mới chín. Dặn qua muối đó. Ông khát máu quá, ông săn. Ông... Đây là món bò bàn ủi mà nữ nghệ sĩ các Tường yêu cầu. Đó. Và Tiết Cương phải chấp nhận bỏ mấy trăm ngàn để cho cô ấy ăn. Quán này ở đâu? Quán này ở đâu? Đâu, quán này mình đã giới thiệu ngay từ đầu là lớp 68. Muối quá. Không sao, muối mặn. 68. Mà gừng cay. Xỉu. Rồi được chưa? Được chưa bé? Rồi chín rồi. 175 Nguyễn Đình Chiểu phường. 175 177 Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Rồi bây giờ chín rồi phải không? Rồi bé xắt ra mời nữ nghệ sĩ Cát Tường. Không, ăn Cát Tường. Được, chết chúng ta, tôi không ăn sống ông ơi. Trời ơi, khó quá. Em gạt muối đi. Đó, làm cái gì cũng phải có sự trợ giúp của phụ nữ mình mới thành công. Trời ơi, xèo xèo vậy, chín rồi. Vậy mà chưa có chín bên dưới đâu. Chín quá, chín quá, nó dài lắm. Bàn ủi này ngày xưa là nhà em có một cái. Thôi ông làm bàn ủi đi. Nhà em có một cái bỏ vô cưng. Chuyên ủi quần áo. Ủa YouTube thứ nào đó. Bây giờ là có áo dài. Đãi các Tường sushi nữa kìa. Xin lỗi nha. Cái sushi này không phải Tiết Cương đãi. Mà cái này là các Tường yêu cầu. Anh chủ quán đãi các Tường. Không hề là Tiết Cương đãi. Tiết Cương chỉ đãi con rêu con tét thôi. Cái này là nhờ chủ quán vô mới có. Khó sống lắm bà con ơi. Phải dễ đâu. Chấp nhận thương đau. Đây là món sashimi. Hôm nay nữ nghệ sĩ Cát Tường và đạo diễn Quốc Thận không còn một lời lẽ nào để trách móc Tiết Cương, bởi vì một món ăn quá đỉnh. Quốc Thận ơi, em có ý kiến gì khi anh đãi một món cá hồi chiên nước mắm, ý là món cá hồi độc đáo của nhà hàng lớp 68? Em run sợ anh chưa? Tôi rất xúc động khi mà anh Nam là chủ quán đã mời anh em. Ủa, anh đãi mà. Mời anh đãi nhưng mà anh Nam là người đã mời hai cái dĩa này quá lớn. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải nói là cảm ơn anh Tiết Cương. Ừ, đúng rồi. Anh Tiết Cương. Uy tín gì danh dự của anh. Đúng vậy. Bé ơi, bé, em trai cho anh hỏi một phần này bao nhiêu tiền đây bé? Để anh Quốc Thận sáng mắt ra. Nhiều. Một chiếc xuồng này bao nhiêu? Tôi đặt sinh nhật cơ nè. Có 1 triệu 3. Đó, Quốc Thận. Hả? Một con cá này là 1 triệu 3. Trời ơi. Em sợ anh chưa? Anh Nam ơi, tại sao anh tặng anh Cương sang dữ vậy? Bạn bên má em. Đó. Wow. Đây, giới thiệu quý vị, đây là anh Cường quản lý và Nam là chủ nhà hàng. Lớp 68 đã tặng Tiết Cương con cá này là 1 triệu 3 đây. Trời ơi, tặng hai con luôn hả? Hai con. 2 triệu 6. Trời ơi, tặng sang trọng quý vị. Các Tường em có ý kiến gì không? Tôi chắc là tôi. Các Tường là ngày tháng là đặt tiền nên là để cái này. Ủa, tôi nói rồi mà. Cái menu. Không lẽ tôi không Tiết Cương nữa. Rồi tính tiền em ơi, tính tiền em ơi. Dạ, tính tiền. Kêu hầm hố quá à, ai trả tiền? Hầm hố quá, để tôi qua tôi coi. Chóng mặt.
Sao tự nhiên bị chích đầu quá vậy ta? Rối loạn tiền đình rồi. Rối loạn tiền đình. Có bao nhiêu đâu có 13 triệu 500 ngàn. Có bao nhiêu đâu có 13 triệu 500 ngàn. 13 triệu 500 ngàn mà vừa ăn vừa đem về nữa. À. Giờ là kính thưa quý vị. Cái miêu này 13 triệu 400 ngàn là nó vượt cái sự tưởng tượng của Tiết Cương. Ủa chứ anh tưởng tượng nhiều. Anh nghĩ là 3 triệu 400 ngàn. Tào lao. Cuối cùng tới 13 triệu 400 ngàn. Thì mấy cái từ. Còn lâu tôi đã là hỗ trợ anh hai dĩa bò bằng ủi. Hai cái này là tôi hỗ trợ rồi nha. Rồi bây giờ thì thôi đi để anh tức tiền có gì đâu mà em căng thẳng với anh đi Tượng. Rồi. Đây nè thấy rõ nè. Nè. Bò út bàn ủi free không sashimi cá trích ép free sashimi cá hồi free sashimi bạch tuộc free. Tại sao có free? Tại sao cho tự miệng anh? Tại sao tại vì free? Có nữ nghệ sĩ Cát Tường các đó. Ông chủ nhà hàng này ổng mến mộ Cát Tường đó. Thì bây giờ phần tiền còn lại thì mình trả đi. Hơi đậm 13.400.000 khoảng qua đi. Rồi bây giờ thì rồi cái bill để tôi lo. Nhưng mà nói cho đúng đáng lý ra là hôm nay họ phải. Sao nói giọng quế? đúng lý ra đó là 14 triệu là tỉnh ra là tụi tôi chỉ ăn 7 triệu thôi. 7 triệu là của cái nhỏ mà không đi á. Bố hầu ác nữa. Thôi để tôi trả. Mà không đi. Chữ cái nhỏ ní là ăn có 7 triệu thôi. Đúng rồi. Ok. Hôm nay thì Kén Cường và Quốc Thuận đã nể Tiết Cương lần đầu tiên trả một chầu nhậu là 13 triệu 400 ngàn. Không còn gì để nói nữa. Rồi mọi việc rút đây. Xin chào tạm biệt quý vị. Trả tiền hay không cái đó là chuyện của tôi khi tôi cầm cái bill này. Bây giờ không ai dùng tiền mặt, không ai cash hết. Mọi thứ đều dùng điện thoại. Mình chỉ cần banking thôi thưa quý vị. Xin chào. Sao tôi nghi quá. Mọi người tin không? Tin hay không tin để lại bình luận đi nha.